Xem tử vi năm 2024 đối với nam mạng tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Năm Giáp Thìn 2024, dự báo đây có thể là một năm đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội và hy vọng đối với nam mạng sinh năm 1971. Năm nay có nhiều biến động về mặt tài chính và sức khỏe. Tuy nhiên, với sự kiên trì, nỗ lực có thể vượt qua những khó khăn đó và tìm được thành công trong công việc và cuộc sống. Tân Hợi khuyên dưỡng chi chư, tức lợn nuôi nhốt. Tuổi vào năm 2024 là 54 tuổi, sinh từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Ngũ hành bản mệnh Thoa Xuyến Kim. Tướng xương, tướng tinh, xương con heo, tướng tinh con cọp. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi nam mạng vào năm 2024 như sau. Luận về ngũ hành, người tuổi này mệnh kim gặp năm hỏa, mỗi quan hệ khắc nhập, vì thế sức khỏe trong năm có thể không tốt, chú ý bệnh tật và ốm đau. Các công việc chuyển biến không thuận như ý muốn. Bên cạnh đó, việc đầu tư kinh doanh không được như ý nguyện, cho nên năm nay không nên mở mang hay dự định đầu tư làm ăn. Đặc biệt, tháng 8 âm lịch, tình cảm gia đạo có thể không được tốt, gặp chuyện muộn phiền hoặc bất lợi về phương diện tiền bạc. Luận về thiên can, thiên can tuổi Tân ngũ hành kim gặp năm thiên can giáp ngũ hành mộc, mối quan hệ bình hòa. Công việc không có nhiều khởi sắc, duy trì bình thường và an ổn. Năm nay không nên thay đổi công việc vì thay đổi sẽ không được tốt. Ngũ hành thiên can của tuổi tương khắc ngũ hành thiên can của năm nên cần chú ý về sức khỏe, dễ bị ốm đau hoặc bị bệnh tật. Ngoài ra, trong gia đình có thể đưa tới những chuyện muộn phiền. Luận về địa chi. Địa chi tuổi này Hợi gặp năm địa chi Thìn, mối quan hệ bình hòa. Mọi công việc trong năm tiến hành không có sự đổi mới, và nếu tiến hành đổi mới, chủ về tiêu pha nhiều tiền bạc và nguồn vốn có thể khó thu hồi lại được. Luận về cung phi. Người cung phi thuộc khung thổ gặp cung phi chấn mộc, mối quan hệ hỏa hại. Năm nay có thể không gặp may mắn trong cuộc sống và có thị phi đưa tới. Bản mệnh trong năm phải tự thân cố gắng, trong công việc không được ai giúp đỡ. Ngoài ra, năm nay cũng không thuận lợi cho việc thay đổi công việc. Kết luận, tuổi Tân Hợi nam mạng vào năm 2024 sẽ gặp thêm nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống, đặc biệt là trong mảng công việc. Việc mưu cầu tài lộc cũng sẽ được thuận lợi hơn. Đồng thời, gặp được người hỗ trợ trong công việc, tài chính, tiền bạc sẽ đem lại nhiều thuận lợi. Các chuyện đi xa cũng sẽ đem lại may mắn và niềm vui cho gia đạo. Xem vận hạn tử vi năm 2024 đối với nam mạng Tân Hợi. Luận về sao chiếu mệnh, sao mộc đức tức mộc tinh. Mộc đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bản buôn vốn mộc phát mươi, gia môn rộng rã, nụ cười ấm no. Nam mạng Tân Hợi gặp năm có sao mộc đức chiếu mệnh, có nhiều sự an vui, tốt lành, hôn sự may mắn. Những tháng tốt nhất trong năm là tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Sao mộc đức chiếu mệnh cần chú ý về sức khỏe, nhất là bệnh về mắt. Luận về sao hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Quỳnh Tuyền hạn ấy nặng thai, dẫu khỏi tai nạn khiển trai ốm đau. Khuyên ngài khẩn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn, thoát phong tai ương. Năm 2024 gặp hạn Quỳnh Tuyền, cẩn thận tình trạng sức khỏe có thể chuyển biến không được tốt, thậm chí còn bị bệnh nặng. Trong năm, mưu cầu danh lợi hay cầu về tài lộc đều thất bại.
Năm 2024, Nam mạng tuổi Tân Hợi phạm phải hạn hoàng ốc. Vận niên năm 2024, kê hồi viên. Vận niên này là hình tượng gà được trở về với vườn. Ý nghĩa của vận niên này tốt. Người tuổi này nếu xin việc trong năm được thuận lợi, xuất hành đi xa cũng có lợi. Tài sản, tiền bạc trong năm của quý ông được biểu tặng, tốt nhất hạn chế cho vay mượn trong năm nay. Việc làm phúc sẽ có lợi cho bản mệnh. Bản thân cần phải sống chân thành, cẩn thận. Có những kẻ tìm cách phá hại khiến cho bản mệnh mắc mưu và ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống. Tuy vậy, những ảnh hưởng này cũng chỉ nhỏ nhỏ. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên sinh địa xung. Năm nay mặc tài lộc đem lại may mắn, tuy nhiên đối với tình cảm gia đình thì không được tốt. Trong nhà có chuyện buồn xảy ra. Ngoài ra nam mạng tuổi này không nên thay đổi công việc làm ăn. Luận giải lá số tử vi đối với nam mạng Tân Hợi vào năm 2024 như sau. Tại cung tiểu vận có các sao: Thiếu Dương, Thiên Hỷ, Văn Tinh, Cô Thần, Thiên Trù, Tiểu Hao, Lâm Quang, Thiên Không. Bộ sau này trong nhà có chuyện buồn đưa tới, công việc làm ăn cũng không được như ý muốn. Chú ý chuyện tình cảm gia đạo bất lợi, tiền bạc cũng cần phải chi tiêu nhiều, không nên đầu tư tiền bạc trong năm để tránh thất bại. Tài cung xung chiếu có các sao: Long Đức, Hồng Loan, Tuyệt, Đại Hao. Bộ sau này cho biết ý nghĩa tiền bạc trong năm bị hao tán nhiều, sức khỏe không được tốt, dễ bệnh về đường tiêu hóa hoặc ra ngoài đi lại xe cộ cẩn thận. Tài cung tam hợp có các sao: Đào Hoa, Thiên Phúc, Nguyệt Đức, Hỷ Thần, Lưu Hà, Tử Phủ, Triệt, Tử, Quả Tủ, Phúc Đức, Đà La, Dưỡng. Bộ sau này chủ về công việc làm ăn nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, khó khăn đưa tới công việc và được giải quyết. Năm này không nên tiến hành những thay đổi liên quan tới công việc hoặc đầu tư làm ăn kinh doanh. Tài cung nhị hợp có các sao: Phi Liêm, Long Trì, Triệt, Quan Phủ, Bệnh. Bộ sau này mang ý nghĩa tình cảm gia đình năm nay không tốt, thiếu đi hòa khí hoặc có chuyện buồn phiền. Ngoài ra nơi ăn chỗ ở cũng không được tốt. Kết luận lá số tử vi của nam mạng Tân Hợi vào năm 2024 như sau. Bộ sau này có thể nhận thấy năm Giáp Thìn 2024. Người nam mạng sinh năm 1971, mọi sự an vui, mưu cầu về công danh sự nghiệp đều như ý muốn. Đi xa xuất hành được quý nhân hỗ trợ, mưu cầu tiền bạc hanh thông, ngoài ra có thể đón tin vui đưa tới trong gia đạo. Xem tử vi năm 2024 cho nam mạng Tân Hợi về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tài lộc của quý ông trụ về khá tốt trong năm, tiền bạc hanh thông, mưu cầu tiền bạc thuận lợi và dễ dàng. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện này được dự báo bình thường, quý ông không cần lo ngại bị đau ốm. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Công việc kinh doanh của quý ông có nhiều may mắn được quý nhân hỗ trợ. Công việc trong năm dự báo mở mang hoặc thêm nhiều liên kết. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Năm nay tình cảm gia đạo cơ bản khá tốt, mọi việc an vui và trong gia đạo ít xảy ra những chuyện mâu thuẫn hoặc xô xát. Luận về phương diện ngoại giao xuất hành. Đối với phương diện này trong năm, quý ông có nhiều may mắn đưa tới, công việc tiến hành đều được hành thông, khi xuất hành được quý nhân giúp đỡ. Năm 2024, quý ông hợp tác làm ăn với các tuổi nào để được hành thông và thuận lợi? Quý ông nên hợp tác với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tức đồng tuổi, và tuổi sinh năm 1974, để công việc được hanh thông, dễ dàng và thuận buồm xuôi gió. Năm 2024, màu hợp tuổi đối với nam mạng Tân Hợi đó là màu trắng.
Màu kỵ tuổi đối với quý ông là màu đen hoặc màu xanh. Tổng kết. Qua luận giải tử vi năm 2024 đối với nam mạng Tân Hợi cho biết, quan trọng là quý ông cần phải nỗ lực, tự tin, không ngừng cố gắng để đạt được những mục tiêu của mình. Trong năm sẽ có những lợi ích và con đường thăng tiến cho quý ông trong năm nay. Tiền bạc dễ kiếm nhưng tiêu pha cũng nhiều, cần phải có kế hoạch chi tiêu cần thiết.